Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason Trước tiên bắt đầu vào video hôm nay thì Jason muốn remind các bạn là ngày 21 và 22 tháng 10 Jason có lớp học Day Trade Live in Person trực tiếp tại quanh khu vực của thành phố Atlanta tiểu bang Georgia Jason sẽ hướng dẫn cho các bạn Day Trade mua bán làm sao có lợi trong ngày để các bạn có thể kiếm tiền được mỗi ngày à, Nếu như các bạn cần học các bạn có thể đăng ký với Jason qua số phone dưới đây cũng như các bạn có thể vào trong cái website của Jason JasonLayTrading.com để biết thêm chi tiết về thời gian lớp học cũng như là những lớp học khác Jason offer trong đó. Bây giờ thì mình sẽ quay lại với thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thị trường sau khi mở cửa đã đi lên. Nhưng vào lúc trưa thị trường lại bắt đầu đi xuống. Lý do vì ngày mai sẽ có cái report của CPI là Consumer Price Index đo về cái sự lạm phát của giá cả của người tiêu dùng thì thông thường ở cái kết quả của cái CPI report nó sẽ làm cho thị trường sẽ đi lên hoặc là đi xuống khá là nhiều. Cho nên hiện tại thì các nhà đầu tư người ta bắt đầu bán cổ phiếu ra trước khi có cái report vào sáng ngày mai. Thì hiện tại tất cả những cổ phiếu đã lên trong vài ngày qua thì đang xuống lại. chẳng hạn như là công ty Tesla Tesla thì ngày hôm nay lên đến đỉnh cao là khoảng tầm 278 đồng và hiện tại xuống lại còn có 263 64 cũng như công ty Apple khi lên đến 180 thì bây giờ lại xuống lại về lại còn cái giá 175 và những công ty tech khác cũng tương tự. À, đặc biệt là cổ phiếu Oracle. Oracle đã đi xuống hơn 13% hôm nay sau khi có kết quả earnings report không mấy là tốt. Nhiều người thận trọng, người ta sẽ không đầu tư trước khi có kết quả CPI report. Nhưng một số người thì lại cho rằng đây là cơ hội. Vì giả sử nếu như hiện tại các cổ phiếu đang đi xuống mà người ta đầu tư thì nếu như ngày mai kết quả tốt, CPI report có kết quả tốt thì cổ phiếu đi lên rất là nhiều thì người ta sẽ lợi. Còn giả sử nếu như ngày mai kết quả xấu thì uh, cổ phiếu sẽ đi xuống thì những người có tiền họ có thể coi đây là một cơ hội họ có thể mua thêm gọi là uh, dollar cost average. Còn những người không có tiền thì có thể người ta đầu tư một cách thận trọng là chờ cho kết quả. Khi kết quả report tốt thì ra thì cổ phiếu lên quá nhiều thì lúc này có thể là họ bỏ lỡ cơ hội không có đầu tư được thì có thể chờ lần sau thì nó tùy vào cái suy nghĩ cũng như cách thức đầu tư của mỗi người mà thôi nếu các bạn để ý trong thời gian gần như mấy tuần vừa qua stock thường lên vào buổi sáng và sau đó lại đi xuống là buổi chiều thì khi tình trạng này lặp đi lặp lại thì nếu như các bạn đầu tư long term là mua xong các bạn để về lâu dài thì các bạn sẽ cảm thấy chán nản vì các bạn không có lời có lời xong thì nó lại đi xuống còn, còn nếu như những bạn nào day trade thì buổi sáng khi mà các bạn may mắn mua đúng cái chiều hướng thì các bạn lời sau đó các bạn nghỉ trade, à, các bạn chờ vào ngày mai thì có lẽ là phù hợp hơn trong thời điểm hiện tại. Và cá nhân mình cho rằng nếu các bạn chọn day trade trong thời điểm này thì có lẽ phù hợp hơn là các bạn mua bán long term. Hy vọng ngày mai CPI sẽ có kết quả tốt để cho những bạn nào đang mua cổ phiếu sẽ có lợi hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn đầu tư, luôn gặp nhiều may mắn. Và đừng quên subscribe vào channel của Jason để khi mình làm video mới các bạn sẽ nhận được những thông báo. Và nếu các bạn thấy video hữu ích các bạn có thể share cho những người thân của các bạn để cho mọi người cùng nhau học hỏi. Cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.